Chỉ có người học Phật, chỉ có người tin nhân quả, chỉ có người hiểu luân hồi, chỉ có người hiểu tội phước, người này mới sợ tội phước. Các bạn nghe không? Chỉ có người hiểu được tội phước mới sợ tội phước. Còn những người khác chưa học Phật, chưa hiểu, thật tình mà nói, họ làm những việc mình thấy rất tội lỗi, nhưng mà trong lòng họ không bao giờ có ý niệm tội lỗi bao giờ. Vì vậy cho nên trong Phật học mới có gọi là gì? Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả. Chúng ta sợ đau khổ không? Ở đây các Phật tử có sợ đau khổ không? Sợ đúng không? Nhưng mà cái nhân đau khổ chúng ta không dám từ bỏ. Không dám từ bỏ. Chúng ta biết đau khổ mà chúng ta vẫn làm. Biết cho đau khổ mà chúng ta vẫn chấp nhận, dấn thân vào. Cho nên ở đây là người ta Bồ Tát sợ nhân là Bồ Tát là những người hiểu Phật Pháp, những người có lòng từ bi, những người hiểu nhân quả. Còn chúng sinh là những người mê mờ nhân quả. Cho nên chính chỗ đó là khi đau khổ đến mình mới sợ. Bây giờ những người nè, ung thư gan chúng ta có sợ không? Sợ không? Sợ. Nhưng mà uống rượu á, chúng ta sợ không? Không có sợ không? Chừng nào có ung thư gan á thì chúng ta mới bỏ rượu. Còn biết uống rượu để ung thư gan, chúng ta không bao giờ đủ can đảm để bỏ. Mặc dù ai nói mặc kệ họ. Nói thì nói như vậy, nhưng mà làm thì vẫn làm. Tôi cho thí dụ thôi. Có nghĩa rằng chúng ta đang là chúng sinh. Bao giờ chúng ta bị bệnh gan ung thư tới thời kỳ thứ 2, thứ 3 gì đó, bác sĩ nói mà ông mà uống cái này là ông chết liền đó, về bỏ hết, đúng không? Nhưng mà lúc đó bỏ có kịp không? Có thể kịp mà có thể không kịp. Như vậy một người hiểu rất rõ là uống rượu như thế này quá đáng, nó sẽ dẫn đến ung thư gan, người ta không uống từ khi mà người ta biết cái nhân kìa. Thành ra tôi muốn chứng minh các vị thấy là người không rơi vào sai lầm, không rơi vào tội lỗi, bởi vì họ nhìn thấy cái hành động này đem đến tội lỗi mà. Như vậy sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái giới mà gọi là cái đạo đức của người cư sĩ tại gia, thì ở đây Đức Phật đã giúp cho các vị, không phải là Đức Phật cấm. Chúng ta hình như quan niệm chúng ta hay lầm là cái chỗ là đạo Phật cấm. Nhưng mà đạo Phật có cấm không? Thực tình với các vị, đạo Phật không có cấm, mà chỉ thấy cái đó không có lợi cho chúng ta, khuyên chúng ta đừng làm vậy thôi. Bởi vì khi cấm là các vị không thể làm. Nhưng mà tất cả những điều đó đối với người Phật tử chúng ta ít nhiều cũng có vi phạm. Là ở chỗ là tùy cái hoàn cảnh mọi người. Cho nên trong lúc thọ giới đó, nguyên tắc thọ giới đâu phải là giữ năm giới mới gọi là giữ giới. Người Phật tử ít nhất thì phải phát nguyện trước Tam Bảo giữ tròn được hai giới. Một trong năm giới thì phải giữ được hai giới thì mới gọi là người Phật tử. Như vậy thì khi nào mà mình thấy mình giữ được cái điều gì đó thì mình chắp tay là mô Phật con xin giữ được. Nhưng mà ít lắm phải hai giới. Hiểu được điều đó không? Không có nghĩa là cần năm giới, nhưng mà ít nhất hai giới. Cho nên hai giới người ta gọi là thiểu phần ưu bà tắc, hay là gọi là thiểu phần ưu bà di. Tức là một người nam cư sĩ, người nữ cư sĩ còn ít thôi. Rồi ba giới trở lên người ta gọi là bán phần ưu bà tắc, hay là bán phần ưu bà di. Rồi bốn giới trở lên mới gọi là đa phần ưu bà tắc, hay là đa phần ưu bà di. Rồi giữ được năm giới người ta gọi là toàn phần ưu bà tắc, hay là toàn phần ưu bà di. Như vậy đạo Phật không có cấm, mà đạo Phật thấy cái này tốt, cái này xấu, cái này Đức Phật thấy rất rõ và đưa ra để giúp cho chúng sinh rằng muốn tránh cái điều này phải tránh từ nhân tố ban đầu. Có phải vậy không? Như vậy ở đây là chúng ta thấy cái đạo Phật rất rõ ở chỗ đó chứ. Cho nên cái tội, cái phước, cái này, cái kia, mỗi con người chúng ta phải tự nhìn nhận lên để có lợi ích cho mình. Các vị phải hiểu để không cho các vị là gặp chướng trong cái việc này đó.